Yes, friends. So related to many people does not have clarity how to drive their sexual force towards the higher possibilities, Và rather staying as an animal. thực tế có rất nhiều người không biết cách chuyển hóa nguồn năng lượng dục như thế nào và họ cứ hành xử như những loài động vật. You know, friends, when something not fulfilled, we become masculine more. Các bạn có biết không? Nếu mà chúng ta không thực sự thỏa mãn ở bên trong, chúng ta sẽ còn trở nên nam tính hơn nữa. Yes, so usually this is the huge problem with many men. They just participated just like an animal. Đây là một vấn đề thường gặp đối với những người đàn ông khi mà họ quan hệ tình dục như những loài động vật. That is the reason most of the men cannot activate their feminine energy. Đây chính là lý do vì sao phần lớn đàn ông vẫn chưa thể kích hoạt được nguồn năng lượng tính nữ ở bên trong. So even you eat, even you participate in the intimacy, when you come to the point where you really feel enough. Tương tự như vậy, khi mà các bạn ăn thức ăn hay là khi các bạn tham gia vào việc quan hệ tình dục, các bạn sẽ tới một thời điểm các bạn cảm thấy như vậy là đủ với tôi rồi. The more you feel enough, the better you have feminine energy, the better you can awakening feminine energy within you. Khi mà các bạn càng cảm thấy rằng như vậy là đủ rồi, thì chúng ta lại càng đánh thức nguồn năng lượng tính nữ ở bên trong. But when you don't feel fulfillment, you because of suppression or because of you don't participate mindfully in eating or intimacy, whatever. Nhưng khi mà các bạn cảm thấy không đủ, đó là khi mà các bạn đang kìm hãm nguồn năng lượng này ở bên trong, hoặc chúng ta tham gia vào những hoạt động quan hệ tình dục một cách không chánh niệm, một cách không tỉnh thức. So you're not nourished well. Bạn không cảm thấy mình được nuôi dưỡng tràn đầy. So when you're not nourished well, automatically you fall into the forcing yourself or you forcing someone to make things happen. Và khi mà các bạn cảm thấy mình không được nuôi dưỡng tràn đầy, các bạn sẽ rơi vào trạng thái thúc ép một ai đó. So friends, this is one of important thing. These two life forces you need to balance. Đây là một trong những điều rất quan trọng thầy gợi nhắc chúng ta. Hãy cân bằng hai nguồn năng lượng căn bản nhất của cuộc sống này. For example, hunger. In order to master hunger, it's very important to do the fasting. Ví dụ, để học cách làm chủ cơn đói, rất quan trọng chúng ta cần thực hành nhịn ăn. When you do fasting, you connect with the hunger, it improves the patience if you do it mindfully, if you do friendship with hunger. Khi mà các bạn nhịn ăn, chúng ta sẽ cải thiện sự kiên nhẫn. Và nếu mà chúng ta nhịn ăn một cách chánh niệm, chúng ta sẽ còn có thể làm bạn với cơn đói này. When you accept the hunger. Khi mà các bạn biết cách chấp nhận cơn đói. But same hunger, you feel missing food. Nhưng mà cũng là cái cơn đói đó mà chúng ta cảm thấy cồn cào, chúng ta nhớ đồ ăn. It makes you aggressive, it makes you angry, and also it makes you weak. Và điều này giúp khiến cho bạn cảm thấy yếu đuối, cảm thấy tức giận. Same like that, sexual energy. Tương tự như vậy cũng áp dụng với nguồn năng lượng dục. When we try to participate every time we want, we distract, so we don't increase our fulfillment. Khi mà chúng ta cứ ham muốn, tôi muốn, như vậy, điều này sẽ không giúp cho chúng ta cảm thấy trọn vẹn và đủ đầy. So if you have a sexual driven inside, just let it be. Don't try to participate quickly or you want someone and you distract by it so much. Và như vậy, nếu mà các bạn có nguồn năng lượng dục trỗi dậy ở bên trong, chúng ta hãy để nó như nó vốn là. Chúng ta đừng vội vàng nhảy vào những mối quan hệ hay tìm kiếm một người để chúng ta tiến hành. So do the friendship with that force inside. Hãy học cách làm bạn với nguồn năng lượng dục ở bên trong bạn. So when you have a possibility to participate in the intimacy, be detailed, be relaxed, be stable, be mindful, and go to until the end in total opening yourself. Và khi bạn có cơ hội được thân mật, được gần gũi với một ai đó, chúng ta
hãy thật chi tiết, hãy thật chánh niệm và hãy đi đến tận cùng của trải nghiệm đó. So if you need some guidance, if you need some education regarding sexual energy and intimacy, we are doing some online course this coming month. So you may check it out. Và nếu mà các bạn mong muốn có thể hiểu hơn về nguồn năng lượng dục thì đội ngũ Diviners có tổ chức một khóa học online 3 ngày để giúp cho chúng ta hiểu và học cách làm chủ nguồn năng lượng này. So in that course I'm gonna give you lots of connecting points how to drive our sexual energy in the higher possibilities. Vậy trong khóa học online 3 ngày này, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để chúng ta điều hướng nguồn năng lượng dục để hướng tới những khả năng cao hơn.